Ok, xin chào tất cả các bạn. Hình như là lâu rồi mình chưa có chế ô tô. Và hôm nay thì mình sẽ quyết định chế một chiếc ô tô điều khiển từ xa. Ok, và mình sẽ dùng những con dao cắt bánh này để làm thành cái bộ khung xe rất là đẹp. Trong suốt. Các bạn có thể thay bằng mica hoặc bằng gỗ. Gỗ thì nó sẽ không đẹp đâu. Cái này trong thì sẽ đẹp hơn. Trục điều khiển bánh xe. Đây là trục dưới của bánh xe. Nhựa Formic các bạn cắt ra để vào như này, để đây để nâng cao cái trục nó lên.
Đây là hai đầu dây ra motor nha các bạn. Motor sau, motor trước này, motor sau này. Nguồn của nó, hiện tại mình đang dùng nguồn 5,8V này. Mình test. Đổ thêm cái bánh răng nữa cho nó khỏe. Thấy đi kia hơi yếu, mình muốn làm thế này để còn tăng cái moment xoắn nó lên, cho nó chạy khỏe hơn. Thêm một cái bánh răng to đây. Ok, vậy là mình đã chế xong chiếc ô tô điều khiển từ xa này, gắn camera này. Đây là cái ốc. Ốc chuẩn. Để còn nó vít vào những cái chuẩn của máy ảnh này. Và với những cái loại camera wifi như thế này thì nó có cái chế độ mà mình có thể theo dõi hình ảnh từ xa bằng một cái chiếc điện thoại Android khác đấy. Thì các bạn có điện thoại Android nào cũng được. Mình sẽ bắt cho các bạn xem. Remote, chế độ chụp ảnh này, view ấy. Và các bạn cài thêm cái ứng dụng nữa trên điện thoại. Đây, Samsung Smart Cam này. Và đồng ý là máy ảnh cho nó tìm kiếm và wifi này. Samsung Smart Camera App này. Ok, nó đã nhận được rồi. Và nó truyền trực tiếp về điện thoại của mình. Các bạn có thể theo dõi được từ xa. Và có thể zoom được. Bật tắt đèn flash này. Chọn chế độ ảnh và có thể lưu trực tiếp ảnh về điện thoại. Mình chụp thử cho các bạn xem nhé. Đó. Nó sẽ lưu vào điện thoại. Ok. Đây là bức ảnh. Ok, thì các bạn lưu ý nha, khi chế những cái servo này thì các bạn nên chọn những cái loại mà nó có thể khi mà nó bẻ hết lái sang này, motor nó vẫn quay ha, như này. Đấy. Các bạn có thể nghe tiếng motor nó vẫn quay. Còn một số loại mà các bạn lái sang như thế này mà motor nó bị kẹt lại, nó không quay nữa, thì những loại đấy mà các bạn cứ giữ liên tục như thế này thì rất dễ đến cháy mạch nha. Các bạn lưu ý nha. Nên các bạn phải lưu ý ở đó. Với những cái loại mạch như thế này thì cháy thì chỉ bỏ thôi. Nếu mà các bạn cho quá nguồn mà nó cháy thì chỉ bỏ thôi, vì nó là hầu hết là IC dán, rất là khó sửa. Đây, còn với những cái mạch như thế này thì còn có cơ may để sửa được này. Ví dụ như các bạn cho nó quá nguồn mà nó cháy lâu quá, nó thường hay cháy mấy cái con này. Các bạn có thể thay con khác, như mình đang khai ở đây. Để mình cấu hai con vào đây.
Những lỗi này thì thường là tại các bạn cho quá nguồn đúng không? Bạn cho nguồn nó vượt quá cái mức quy định của nó thì nó rất hay bị cháy. Cây nhà tiến lùi lên xuống trái phải đều hết ở mấy con này. Ở những cái mạch đề mới này thì nó thường là làm những con IC dán hết trong này thôi, rất là khó sửa. Còn về phần động cơ này thì mình đã chế lại hoàn toàn, bởi vì cái động cơ của nó bây giờ nếu lấy con xe ô tô thì nó rất là nhiều bánh răng, kêu rất là to, rất là ầm ĩ, không thích hợp cho cái việc mà đi quay phim bằng cái ô tô này, thì mình đã chế lại rất là nhỏ gọn luôn. Tiếng kêu của nó thì cũng khá là êm, không như những cái động cơ kia. Giảm đi nên nó cũng không khỏe bằng kia, nhưng mà được cái loại âm thanh nó có thể bớt đi. Hoặc các bạn có thể lắp thêm một hoặc hai cái motor nữa vào đây, bởi vì đây là những cái bánh răng rất là to, các bạn có thể lắp được ba cái motor đây đấu song song vào cái mạch này, chỉ sợ mạch của các bạn không đủ khỏe thôi. Còn nếu mà mạch của bạn khỏe thì các bạn có thể làm theo cách này, thì có thể lắp bớt bánh răng đi và có thể tăng được cái nguồn men xoắn của nó lên rất là khỏe. Ba motor chuyển động đến cái bánh răng to này vào cái này và dẫn ra bánh xe. Đây thì mình có một cái motor rồi, nhưng mà nếu các bạn lắp ba cái hoặc là hai cái motor nhé, phải là những cái loại motor cùng loại. Đây mình chỉ có một loại motor này thôi thì mình lắp một cái, còn mình có hai cái thì mình sẽ lắp hai cái ở đây hai bên, thì nhìn nó cũng sẽ cân bằng và nhìn nó sẽ đẹp hơn. Hơi yếu nhưng mà cái này cũng đã đủ để quay video rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem.